Dạ vâng, kính thưa quý khán giả đứng trước mặt quý vị, đó là hai bạn cũng vừa lấy chiếc xe VinFast VF8 này qua đường. Quý vị cùng nghe những lời chia sẻ của hai em. Em giới thiệu tại mình cũng như là em nhận chiếc xe này từ khi nào và tới ngày hôm nay thì cảm giác của em như thế nào khi mà trong tay mình đang chiếc xe có chiếc xe VinFast VF8 ạ? Dạ, em kính chào mấy anh cũng như kênh TDM Media. Em tên là Ngân, còn chồng em là Tùng. Thì tụi em là mới sở hữu chiếc VinFast này được 1 tháng thôi. Dạ, cũng chưa lâu, nhưng mà so far thì là tụi em cũng hài lòng với lại cái lựa chọn của mình. Cái tiếp cận đầu tiên của em đó là tại sao em biết VinFast mà tụi em quyết định chọn để mà thuê xe đó vậy? Dạ thì là do lúc mà VinFast họ mở cái conference đầu tiên ở ở Mỹ năm 2022, đầu năm 2022, thì em có theo Cái dõi rồi em này đặt cái reservation từ lúc đó. Rồi em thiết kế đợi. là VinFast Dạ đúng không? VinFast. Chờ 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 Dạ. Cái này quấn mây cò hả? Cái này quấn mây cò cái của em rồi. Giờ em trai nó nói lại nha. Ok. Dạ. Thì em biết tới cái xe điện của VinFast là từ khi mà VinFast họ họ tham gia cái conference đầu tiên năm 2020, đầu năm 2022 ở Mỹ. Thì lúc đó họ như họ mở cho 200 cái reservation, thì em đặt lúc đó. Là em đặt VinFast chính, nhưng mà do là có mấy cái thay đổi của VinFast là lúc đó họ nói là VinFast chính nó sẽ có cái rèm che ở bên trong. Nhưng mà tới giờ thì bên sale sẽ confirm là không có, cho nên là em mới bỏ quyết định chuyển qua VinFast 8 luôn. Lúc đó em đóng tiền bao nhiêu và thủ tục làm dễ dàng không? Dạ dạ lúc đó thì cũng như là mình mua đồ online, thì mình đặt cái reservation trên trang web của VinFast 200 đồng. Rồi sau này được biết là có mấy lần là VinFast cũng đã đưa ra những cái xe VF8 rồi, thí dụ như là cái City Edition đó, rồi tại sao em không chọn mà bây giờ em chọn những cái VF8 Dạ tại đổi vì gì? lúc đó cái CD, tại vì thực ra lúc đó em cũng nhu cầu của em cũng chưa có cần là phải lấy xe điện liền, thì với lại cái Lúc đó CD Edition mình thì cũng muốn là đợi cho VinFast chính, đúng rồi, lúc đó tụi em VF9. vẫn vẫn đang muốn đợi VinFast chính, tại vì Dạ. chưa bên kia họ cũng chưa confirm là không có cái rèm che, nên là tụi em vẫn vẫn muốn đợi VinFast chính. Và bây giờ là cái VF8 này là cái model gì? Cái Dạ cái này là Standard Plus. Cái range của nó bao nhiêu xa em biết không? Range của nó theo như của spec là 263 64 gì đó. Em có hài lòng với cái range đó chưa hay là còn muốn update lên nữa là thành công? Với tụi em thì ok rồi, tại vì tụi em cũng không có chạy xa nhiều. À, trước kia thì em nói là em muốn có VF9 á. Dạ. Và hình như là VinFast cũng cho một cái option như vậy phải không? Hình như mình muốn được đổi nâng lên được không? Phải như xe lease á. Là sao anh không? Tức Nghĩa là mình là đi xong thời gian rồi mình trả xe lại, ồ dạ đúng mình rồi lấy đúng là rồi. mình đổi cho cái xe VF9 Theo như có tính em vậy biết á, theo như em biết á là những người mà họ lấy cái City Edition á là chỉ cần lease sau 1 năm là họ sẽ có thể họ đổi trade vô đổi lại xe khác rồi, nhưng mà xe của em á thì phải nghĩa là phải ít nhất 2 năm. mà 2 năm mà hợp đồng lease là bao nhiêu, hợp mấy đồng năm? của em lease của em là 3 năm. 3 năm. Em Dạ down bao nhiêu? em down 6.000. down là tiền đặt cọc như quý vị, là tiền đặt cọc là 6.000 và Dạ mỗi hàng tháng là mỗi tháng chuyển là dần mấy 494 hay 93 đồng gì đó. 490 mấy cũng phải 1.500 đó, mà đóng Dạ. cho coi như là 36 tháng phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì hình như là có mỗi người có khác nhau không ta? Ví dụ như là cái tiền down đó, tiền gọi là tiền tiền Thì nó gọi là tiền down gì? payment thì minimum là anh phải down 5.000 bao nhiêu đó. Thì em down sẵn sẵn Chẳng luôn 6.000 luôn. dạ. 6.000 Dạ, cho trong mình năm muốn luôn. down nhiều hơn cũng được, thì down nhiều hơn thì cái tiền mỗi tháng mình trả nó sẽ ít xuống rồi. Rồi cái bảo hiểm của em thì bao nhiêu? Mỗi một tháng đóng bảo hiểm cho cái xe điện Dạ của Việt Nam này bao nhiêu tiền? 6 tháng là 600 mấy chục đồng. Cho mỗi cái xe này thôi đó, là Dạ. 2 triệu đó ha. Dạ, 2 triệu. Full cover. Hãng nào vậy Full em? Dạ của Connect by Am Pham của Costco. Cảm ơn. À, của Costco luôn đấy. Dạ À, đúng rồi. tại có người nói là trong Costco họ không có bán đó, thành ra là anh em nói. Hiện tại á, là Costco họ sẽ không có bán bảo hiểm cho những cái người, không có bán bảo hiểm mới nữa À. cho California residents, Ừ. còn những người cũ thì vẫn 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 mua được. Em nói thêm là so sánh với lại cái xe Camry hồi trước là tụi em có chiếc Camry 2019, thì khi mà thay đổi qua chiếc xe điện này á, thì tụi em chỉ có đóng thêm 10 đồng mà thôi. No, hình như là khoảng 50 đồng. 50 đồng.
một 6 tháng. Mỗi 6 tháng vậy. Mỗi 6 tháng. Khác nào chỉ có vậy thôi hả? Có 50 đồng, 6 tháng. Dạ, là có thêm 50 đồng, 40 đồng vậy đó. Đi đất table các thứ thì sao nó cũng ngang hay là... Của em như là đang là đi đất 500 với cái cover là 100.000, 300.000. Wow, vậy quá tốt rồi. Dạ. Cái câu chuyện đặc biệt là đối với hai em này, thưa quý vị, được biết rằng trước khi mà hai vợ chồng này quyết định mua chiếc xe VinFast F8 á, cũng gặp những cái trở ngại từ ban đầu từ phía gia đình. Nhân đây em có thể chia sẻ rằng những cái trở ngại đó là gì, cũng như là em vượt qua những điều đó như thế nào ạ? Dạ, cái thì giờ em cũng gặp mấy cái, em nghĩ là thường chủ nhân VinFast mới thường thường họ sẽ cùng chung cái trở ngại này, là nghe những cái người quen của mình, người nhà của mình, họ cũng nghe những cái thông tin từ trên mạng xã hội hay là như thế nào đó về VinFast nhưng không tiêu cực, thì họ sẽ giống như là cản, nó ở thôi đừng mua hay là như thế nào đó. Thì giống như em, tại vì do bên ở nhà mình cũng có một chiếc Tesla rồi, thì cũng là xe Mỹ, thì bản thân mình cũng trải nghiệm rồi và mình cũng tới đi test drive và có sự so sánh, tức là mình thực tế mình so sánh giữa hai chiếc xe, hoặc là mình phải trải nghiệm thực tế rồi thì mình mới có cái lựa chọn của mình. Thì tại vì tụi em thì như nói chung tùy theo nhu cầu của mỗi người, mà đối với cái nhu cầu của em thì em thấy chiếc VinFast nó phù hợp hơn, cho nên là em vẫn theo quyết định của mình là mình lựa chọn VinFast. Trước khi lựa chọn VinFast, em có chạy thử xe mà được nhiều lần không? Dạ, xe VinFast thì tụi em thử được 3 lần. Dạ, 3 lần trước khi quyết định mua. Thì cũng những cái option trong xe hay các thứ thì tụi em cũng có nghiên cứu trước á, thì mình thấy thích. Thì ví dụ như Tesla thì có những cái nó không có. Đến hôm nay đó thì em sử dụng cái xe VinFast này, thì hai vợ chồng đã sử dụng thành thục chưa? Tất cả các chức năng ở trong xe đó mình đã có thể là làm chủ được hết mọi thứ chưa? Chắc cũng khá khá rồi. Đẹp cũng khá khá. Dạ. Và cũng đã từng sử dụng xe Tesla, thì em thấy những option đó so với Tesla thì như thế nào? Trước đây em Tesla model gì? Dạ, Tesla Model Y Performance của em vợ. Dạ, thì trong nhà cũng xài thì cho nên là mình cũng có lái thử thì bây giờ ví dụ như cái độ yên ái hay là cái tiếng ồn, hay là khi mà mình quẹo trái quẹo phải, hoặc là khi mình lên dốc xuống dốc gì đó, hoặc là đi đường cong rồi các thứ, thì nó có khác gì so với Tesla không? Em thấy thì cũng không có khác nhau gì nhiều đó. Nhiều người thì nói là Tesla ồn hơn hay là VinFast ồn hơn, thì thực ra em ngồi hai chiếc em thấy cũng vậy, thì có thể do cái lỗ tai mỗi người mỗi khác, nhưng mà em thấy thì bình thường, ok, không có gì hết. Chỉ có một cái điều mà VinFast nó hơn Tesla là nó có cái suy nó đóng được, với lại là camera 360. Khi mà parking nó giúp mình trong cái parking, tại em parking dở cho nên là nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, dạ, nó nhìn xung quanh, thì cái xe đi vô cái line mình nó không có bị chật. Tesla không có cái đó. Dạ, thì 360 nó vẫn không... Tesla có camera hai bên đằng sau, nhưng mà không có cái 360 để nhìn xung quanh. Dạ. Với lại VinFast thì nó có mấy cái mà interior design của nó, thì theo như cái ý kiến của tụi em thì tụi em thích cái của design của VinFast hơn. Còn Tesla thì nhiều người sẽ thích tại vì nó là minimalism, thì những người theo cái kiểu theo đơn cái, giản cái style đó, thì người ta thích đơn giản. Em thì em thích giống như chồng em thì cũng thích cầu kỳ hơn chút xíu. Thích nó có sự cầu kỳ hơn. Còn Tesla thì những người ta thích gọi là thanh lịch đơn giản thì họ sẽ thích Tesla. VinFast có ventilated seat. Tesla thì chỉ có heating thôi chứ không có cool. Nhưng mà nếu mà cái này cảm nhận của em thì cái em nóng lạnh ở dưới ghế đó ha. Yeah. Em cảm thấy cái ghế của VinFast VF8 này ngồi cũng không được thoải mái cho lắm, nó hơi cứng đối với em. Dạ, hơi cứng hơn phải không? Dạ, dạ hơi cứng. Chắc là tại để làm cho heating đó hay là cái dạ cái thì lạnh đó. Dạ, nó có mát á nhưng mà cái da của nó thì cứng hơn. Rồi VinFast Tour là cái software hiện tại là đang chậm hơn. Dạ, chậm hơn và công lâu lâu vẫn công có vẫn có báo những cái lỗi ảo. Cái lỗi đó nó thường xảy ra bao lâu? Nó tự khắc phục luôn hả? Dạ, có nghĩa là khi mà anh lên xe là anh vừa mới lên xe, anh đóng cửa xe lại thì anh phải đợi chừng, mọi người nói là chừng 60-70 giây, nhưng mà xe em thì là cái software mới nhất thì có thể nhanh hơn, em nghĩ là tầm 30 giây, xong rồi mình đạp thắng để cho xe nó mở hết toàn bộ cái chức năng lên, xong rồi đợi thêm khoảng 30 giây nữa
để cho cái toàn bộ, ví dụ như những cái function nó load hết, cái camera nó lên hết thì bắt đầu một đi thì ok. Chứ còn nếu mà vừa mới lên xe mà đạp thắng rồi chạy liền là nó sẽ báo lỗi ảo, xong rồi tầm 1-2 phút sau chạy thì nó hết. Cái đó thì cái thủ tục chung ha. Nhưng mà Tesla thì không cần, Tesla thì lên là đi thôi. Nó chạy hơn. Nó nhảy hơn, với lại những cái software bên trong nó cũng không có lỗi nhiều. Còn VinFast thì vẫn có lỗi bạn. Nhưng mà xe thì mấy cái lỗi đó em có báo với công ty biết không? Dạ có chứ. Em báo, người ta nói với em thế nào? Thì người ta nói là họ ghi nhận rồi họ sẽ fix trong cái lần update sau. Dạ, thì cũng là cái sự hứa hẹn trong tương lai, có nghĩa thì là mình cũng được biết là đối với các xe điện là thường là như vậy, kể cả cái xe commercial với cả các xe khác cũng vậy. Dạ, đúng rồi. Khi mà mình mở điện lên cũng phải để cho nó chạy mấy cái sensor, cái gì nó cũng đều kết nối lại, đắp đầu nó mới hoạt động tốt. Dạ, thì tránh cái lỗi đó. Đúng rồi, thì chỉ có cái là thôi à. Dạ, mấy xe xăng như mình hồi xưa thì mình bật cái key lên cái là mình bật, mình đạp cái mình đúng rồi. Luôn đó. Dạ. Thì nó có hơi đặc biệt hơn chút. Yeah. Trong vòng một tháng có hồi nãy anh có cập nhật phần mềm từ bên VinFast không? Dạ không, xe của em là vừa mới nhận là đã là phần mềm mới nhất rồi. Mới nhất. Dạ. Yeah. Cái thủ tục mà cho thuê xe này của VinFast thì em tiến hành trong bao lâu? Một ngày, hai ngày hay mấy tiếng đồng hồ gì không? Hay là cái có anh sales của bên VinFast Torrance, anh Thương Phạm, ảnh tới tận nhà ảnh làm hết thủ tục cho thuê em luôn. Tức là từ lúc mình có ý định muốn thuê xe rồi mình muốn đóng cái tiền gọi là tiền đào đó thì người ta làm. Thì hôm trước, ví dụ như ngày hôm trước em nói là em quyết định tụi em lease, thì ngày hôm sau là anh tới là xong rồi. Tụi em là lease to own đó, thì nói luôn là ví dụ cái ký hợp đồng đó là khi mà mình sau 3 năm á là mình có cái sự lựa chọn là mình có quyền mình mua luôn chiếc xe, mua đứt chiếc xe, thì cái giá là trên hợp đồng là 35.000 hả? Hình như là 35.000 sau khi 3 năm sau 32 phải. Em nhớ thì nó có cái độ khoảng ví dụ từ 32 đến 35 hay là từ 35. Dạ không, nó có fix cái price trong contract, ví dụ như lúc đó 3 năm sau mình. Nếu mà giá xe sau 3 năm giữ giá cam kết, còn không cam kết giữ cái giá đó. Còn tính theo cái số lượng mai mình sử dụng trong 3 năm nó bao nhiêu nữa, ví dụ quá. Dạ, cái đó nếu mà anh quá cái số đó thì anh trả thêm dựa trên hình như là 25 cent một mao. Chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái giá mà anh mua lại xe. Và cái hợp đồng này là hiện giờ tụi em trả cái tiền thuê đó là trả cho nhà bank nào biết không? Dạ, US Bank. À, US Bank hả? Qua US Bank dễ không? Cái này chỗ sale người ta làm cho mình hết, thủ tục người ta làm hết. Dạ, đúng rồi, sale làm hết. Chỉ có hình như sau khoảng 1 tuần, 2 tuần nữa thì US Bank họ sẽ gửi cái statement đầu tiên về. Xong rồi mà có lên. Nghe người ta nói là phải credit tốt hay là không tốt hay như thế nào mới mua được xe này không? Hay là thuê được xe không? Em thực ra cái đó thì em không rõ, mà tại vì credit của em là cũng thuộc dạng tốt cho nên là không có vấn đề gì với cái credit của anh, họ sẽ báo cho anh. Rồi sau một tháng sử dụng thì hai gì không? Thì tại vì cũng contract thì cũng 3 năm thì tới lúc đó có thể tụi em sẽ đổi. Rồi cái câu hỏi cuối cùng là tại sao em chọn cái màu này vậy? Thấy cái xe màu xám. Dạ, sếp của em kêu chọn. Em thích. Em thì không thích. Là tuổi hay sao? Dạ đúng rồi, em thích màu đậm, màu tức là em thích màu xanh, nhưng mà xanh đậm, cái xanh của VinFast em không thích, nó hơi sáng quá đối với sau khi em. Mà sử dụng cái xe này rồi thì có chở những người thân mình đi ai cũng khen đẹp hết, tức là những cái người mà hồi trước như ba mẹ em hay là những người lớn á, họ cũng khen xe đẹp. Nghĩa là trước đó thì cũng có không thiện cảm lắm, nhưng mà sau này thì trực tiếp ngồi xe thì thấy nó khác đi đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì không, thực ra không phải là không có thiện cảm mà là kiểu lo cho tụi em á, là rồi. Xe mới quá, dạ còn mới quá không biết như thế nào mà sao liều vậy hay gì đó. Giống như nhưng không mà phải ngồi là lên không... xe thì ba mẹ em thích lắm, tại vì cái nội thất nó rộng rãi. Dạ. Rồi cái feel nó chắc chắn, nó cảm giác nó chắc chắn, thì ba mẹ em thì quan trọng là an toàn cho nên là đúng lên rồi. Xe biết, ba lại biết là có cái safety rating là 5 sao cho nên là khung của BMW nữa, cho nên là ba mẹ rất nói một ít về cái dịch vụ service giữa Tesla với lại VinFast so far thì có khác biệt nhiều không? Thì em thấy Tesla, em service. Tesla thì em không có biết cụ thể service của họ như thế nào, nhưng mà VinFast thì họ có gửi mobile service tới nhà check. Xong rồi tại vì cái lỗi camera 360 là không có fix được bằng cái mobile service, cho nên là họ cần mình đem lên service center. Thì lúc mà đem xe lên thì họ thuê xe cho mình, họ trả hết tiền cho mình. Có cái sạc điện có khó khăn không? Giữa hai chiếc Tesla với ở cùng chung nhà vậy thì sao? Tại vì xe của em, vợ em thì có trụ sạc ở trên công ty, cho nên em vợ em hay sạc ở trên công ty. Còn ở nhà thì có gắn cái đường 250V để sạc ở nhà.
thì cũng không có tức là xài chung cho hai xe được luôn. Dạ được. Còn nếu mà đi ra ngoài được thì sao? Tụi em chưa xài ra ngoài bao giờ. Ờ, VinFast không gặp khó khăn gì ra ngoài được hả? Em không nói được tại vì cần đi xa nhất là đi đâu? Đi xa nhất là mới đi tới Huntington Beach đây thì không có cần phải sạc. Ờ, chỉ đi vòng vòng đi làm đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đi chơi biển rồi các thứ thôi. Dạ. Rồi. Bây giờ thì nếu đối với những người thân của mình đó để mà về cái chiếc xe này thì em nên nói cái gì, cái ưu điểm, cái gì mà để có thể là người ta tiếp cận được cái xe VinFast? Ưu điểm là sẽ dễ làm quen hơn là Tesla. Performance thì với tụi em thì như này là ok, nhưng mà ví dụ những người mà muốn mà bọc nhanh hoặc là tốc độ hơn á thì kể cả cái xe này khi mà chuyển qua Sport Mode nó vẫn có cái delay chút xíu so với lại Tesla Performance. Còn với những người lớn thì em nghĩ là không, cái thời gian mà để mà phải làm quen thì chiếc này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với Tesla. Có những người trung niên với lớn tuổi là như cái xe này nó được dễ dãi hơn đúng không? Tại vì với lại nó vẫn còn những cái phím vật lý nhiều cho nên là họ sẽ dễ làm quen hơn là Tesla. Thứ hai nữa thì giá thì em nghĩ cũng tương đương với nhau thôi, cho nên là giá thì cũng không phải là cái mạnh của VinFast. Nếu mà có reservation đó thì mới ưu đãi hơn, còn nếu mà không thì cũng ngang nhau. Có nghĩa là em có đề nghị là sẽ ví dụ như có một cái cuộc đột phá gì đó về giá thì có lẽ là nó thu hút hơn. Dạ đúng rồi. Nghĩa là sau 3 năm mà mình đi rồi thì cái xe này vẫn còn là 36.000 thì theo em như vậy là có cao hơn. Lúc đó hình như là lúc mà em tính giữa cái option loan với lại option lease đó, thì lease nó chỉ hơn cái option loan là vài ngàn thôi. Thì lúc đó em nghĩ nó cũng không phải là vấn đề gì. Tại vì bây giờ nếu mà nói cái giá sau 3 năm á mình cũng không có thể so sánh được, tại vì mình cũng không biết được cái sự phát triển của VinFast sau 3 năm đó như thế nào. Bây giờ nó mới mà công nghệ hay tất cả các thứ đều mới thì ví dụ như sau 3 năm mình không biết có thể là VinFast làm ăn tốt hơn, ví dụ như là phần mềm công nghệ nó phát triển nhiều hơn, khách hàng nhiều hơn và giá trị xe nó tăng. Thì nếu mà được tăng thì mình lời. Thì bây giờ sở hữu một cái xe mà của một cái công ty quá mới ở ở Việt Nam rồi ở Mỹ nữa. Cho tụi em vô kia đứng đâu. Thôi, mời anh tiếp tục. Thì bây giờ là một cái chiếc xe của một cái hãng của Việt Nam mới quá đó. Thì mình sử dụng cái xe như vậy, rồi bây giờ có cái thông tin rằng là VinFast vừa vào IPO á. Thì tụi em có cảm thấy là tự tin hơn, là cảm thấy rằng mình sử dụng cái xe này thì có lẽ rằng mình chọn lựa đúng không? Dạ tới hiện tại thì vẫn là lựa chọn đúng. IPO hay không thì đó là chiến lược của công ty thôi. Nếu mà có IPO thì càng yên tâm hơn, tại vì họ sẽ có thêm được cái nguồn mà investment từ khách hàng bên Mỹ. Vậy thì hai vợ chồng cũng sẽ trở thành là investor không của VinFast? Dạ có, thì tại vì trước đó là em đã mua của cái BlackSpace acquisition á. Thì chắc là sau khi mà merge xong thì em cũng sẽ mua share. Quá tốt rồi. Dạ, coi như là ngày 14-15 đây là coi như là IPO sẽ ra ngoài public để mình có thể mình tham khảo thêm. Dạ. Ok, vậy rồi, thì hai vợ chồng lái xe rất là sử dụng xe VinFast á, thật là vui rồi an toàn, và có cái gì đó thì bất cứ một cái vấn đề gì thì có thể phản ánh với ngay cả giới truyền thông để biết để mà chia sẻ với mọi người. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Chúc mừng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân, và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.